Xin chào anh chị em đến với kênh Hàng Sách Tay Chính phủ Hàn Quốc. Hôm nay mình sẽ làm một chương trình phân biệt tinh dầu thông đỏ chính phủ chọc sông, hay còn gọi là pai chọc sông, hàng thật và hàng giả. Chọc sông tức là thông đỏ nhé, theo tiếng Hàn dịch ra các bạn nhé. Đặc điểm đầu tiên chúng ta có thể nhìn được để phân biệt được đâu là hộp hàng thật và đâu là hộp hàng giả, mình giúp các bạn phân biệt rất nhanh. Đó là gì ạ? Cái chiều cạnh dọc của hộp hàng thật hàng xịn này, chiều dài của nó là 31 cm nhé. Nhà mình nhìn này, đây 31 cm này, để ý kỹ nhà mình nhé. Còn cái chiều dài của cạnh hộp hàng giả ấy, là 36 cm. Nhà mình nhìn thấy chưa? Đây là đặc điểm phân biệt rất dễ đầu tiên. Nếu như không có hai cái hộp này đặt cạnh nhau ấy, thì chúng ta sẽ không phân biệt được, rất khó để phân biệt. Và người tiêu dùng sẽ bị mua và bị lừa rất là nhiều, đúng không? Bởi vì họ làm bên ngoài giống hệt nhau luôn, tới 90%, 99% nữa, đúng không? Đặc điểm thứ hai như mình nhìn thấy này, đây là cái logo hình lục giác, có hai em bé giơ tay lên đó. Đây là cái logo lục giác nhé, của nhà máy phay chọc sông. Thì hộp hàng thật nó mới có, còn hộp hàng giả là không có này. Đấy, hàng nhái hàng giả là không có. Tiếp theo nữa là gì ạ? Cái chữ thương hiệu này ở hộp hàng thật ấy, là nó có cái màu xanh ánh kim. Đấy, cái chữ này. Còn ở hộp hàng giả ấy, là nó không có này. Ở hộp hàng giả không có màu xanh ánh kim. Và cái chữ của nó là bằng chữ tiếng Hàn. Còn cái hộp chuẩn của nó là phải bằng tiếng Hán cổ ngày xưa, đúng không? Một đặc điểm tiếp theo rất là quan trọng, đó là gì ạ? Cái chứng nhận chất lượng ở hộp hàng thật được chính phủ Hàn Quốc và được Bộ Y tế cấp theo thứ tự từ 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, theo thứ tự được kiểm tra rất là nghiêm ngặt, kiểm định rất là nghiêm ngặt. Nhưng ở hộp hàng giả hiện nay, họ làm nhái còn chuyên nghiệp hơn. Họ đánh hàng 7 cái lên, đúng không? Họ in lung tung lên đây đấy, để cho nó đẹp cái mẫu mã bên ngoài. Như vậy nếu chúng ta không biết, chúng ta nhìn ấy, thì chúng ta thấy được rằng hộp hàng giả đôi khi còn làm chuyên nghiệp hơn cả hộp hàng nhái, đúng không ạ? À quên, hộp hàng giả hàng nhái này còn làm chuyên nghiệp hơn cả hộp hàng thật. Đó. Rồi. À, đấy, nói nhiều quá bị ngặng luôn đấy anh chị em ạ. Anh chị em thông cảm nhé. Đấy. Rồi, tiếp theo nữa nhé. Nhưng mình nhìn thấy này. Ở hộp hàng thật, cái tên thương hiệu của cái tinh dầu thông đỏ chính phủ này nó là Pai Chọc Sông. Đúng không ạ? Thì hộp hàng giả của nó, hàng nhái của nó có thêm chữ Gold, nó là Pai Chọc Sông Gold. Nó làm nhái cái tên ra như thế này để tránh bị kiện, đúng không? Và ở đằng trước cái chữ Pai Chọc Sông nó có logo thương hiệu hình lục giác của hai em bé đứng giơ tay như thế này. Đấy, em quay sát mà. Đấy, giơ tay lên như thế này. Nhưng ở hộp hàng giả thì không có nhé. Trước cái chữ Pai Chọc Sông của hộp hàng giả là không có này. Đó. Nhưng mình lưu ý nhé. Rồi, tiếp theo nữa là cái tên thương hiệu này bằng tiếng Hán cổ này, ở hộp hàng thật nó mới có ánh kim màu xanh như thế này. Còn ở hộp hàng giả là không có này. Đấy, không có nhé. Rồi, bây giờ chúng ta đến bên trong hộp này. Đấy, phần bên trong hộp này nó mới phức tạp này. Đấy, cái hộp hàng thật này nó rất là hay ở chỗ này. Đấy, hộp hàng thật này chúng ta giơ lên cái là nó tự cởi ra. Đấy, còn hộp hàng nhái này. Đấy, hộp hàng nhái. Bây giờ mình mới cho anh chị em thấy là cái hộp hàng nhái này họ làm giả chuyên nghiệp lắm. Đấy, để chúng ta phân biệt được, chúng ta biết được cái hàng nào hàng xịn, hàng nào hàng giả để chúng ta dùng cho tốt cho sức khỏe nhé. Thì khi mở ra bên trong như thế này thì nhà mình thấy này, ở hộp hàng thật thì bên trong nó có hai hộp nhỏ, mỗi hộp nhỏ của nó là có 60 viên, tổng cộng là 120 viên và liệu trình dùng cho 2 tháng, đúng không ạ? Ở hộp hàng giả bên trong hộp cũng có 120 viên nhưng họ chia ra làm 3 hộp nhỏ, đúng không ạ? Họ chia ra làm 3 hộp nhỏ. Chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu những cái vỉ tinh dầu thông đỏ chính phủ xịn và giả nó khác nhau ở chỗ nào. Đó. Đây mình bóc cái này ra. Đấy. Mỗi một vỉ tinh dầu thông đỏ chính phủ là sẽ có 10 viên, đúng không ạ? Một hộp nhỏ này có 60 viên thì nghiễm nhiên là nó sẽ là gì ạ? Sẽ là 6 vỉ rồi. Đây, 6 vỉ rồi. Em mình nhìn này, nó sẽ là 6 vỉ nhé. Đấy, sẽ là 6 vỉ như thế này. Đấy, để anh chị em phân biệt. Và cái vỉ đây là cái vỉ xịn này, vỉ thật này của hộp tinh dầu thông đỏ chính phủ chọc sông này, pai chọc sông này. Nhà mình nhìn kỹ này. Đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cái hộp giả nhé. Bên trong này nó có 3 hộp nhỏ và mỗi hộp nhỏ của nó có 40 viên. Và bây giờ mình sẽ mở ra để cho anh chị em xem này. Ở bên trong của nó cũng có 4 vỉ và mỗi vỉ 10 viên. Nếu như chúng ta không có vỉ thật, vỉ giả chúng ta đặt bên nhau, chúng ta không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Họ làm nhái quá chuyên nghiệp luôn. Nhà mình nhìn nhé. Đó. Bây giờ mình sẽ giơ cái vỉ thật và vỉ giả lên để cả nhà mình biết nhé. Đây. Nhà mình nhìn đằng trước này. Bên tay phải là vỉ thật, còn bên tay trái của mình ở đây là vỉ giả. Thế thì vỉ thật và vỉ giả, các đặc điểm này nó khác nhau như thế nào? Ở vỉ thật ấy, thì nhà mình nhìn này. Đấy, cái tên thương hiệu nó nằm trong một cái hình vuông nhỏ như thế này. Còn ở vỉ giả, cái tên thương hiệu nó nằm trong hình chữ nhật. Đấy, nhà mình nhìn thấy không? Đấy, ok nhá. Bây giờ ngửa lại đằng sau của vỉ này.
bên tay phải của mình là vỉ thật và bên tay trái là vỉ giả. Thì nhà mình thấy này, ở trước cái chữ Phai Chọc Sông, tức là tên cái thương hiệu tinh dầu thông đỏ chính phủ rất nổi tiếng của Hàn Quốc này, nó có cái logo này, hình lục giác có hai em bé giơ tay lên là mờ mờ này. Và ở trên chữ Phai Chọc Sông nó có hàng chữ tiếng Hàn nhỏ li ti như thế này. Nhưng ở vỉ giả là không có. Ở vỉ giả là trước cái chữ Phai Chọc Sông này là không có cái logo hình lục giác, không có hai em bé giơ tay lên và cũng không có cái hàng chữ Hàn lăn tăn nhỏ ở phía trên này, đúng không? Như vậy đã nhà mình đã hiểu thế nào là hàng thật và thế nào là hàng giả chưa ạ? Hiện nay hàng thật hộp tinh dầu thông đỏ chính phủ hiện nay quy ra tiền Việt một hộp của nó là 7.350.000 và mỗi một khách khi mua cái hàng độc quyền của chính phủ Hàn Quốc này ra sân bay được hoàn thuế 410.000, đúng không? Tức là được trả lại một cái lượng tiền hoàn thuế là 410.000 và tính ra thì một hộp này là gần 7 triệu đó khi chúng ta mua một hộp tinh dầu thông đỏ chính phủ. Còn hàng giả hàng nhái họ lừa khách họ vẫn bán 7 triệu 8 triệu, còn nếu họ không lừa được khách họ bán rẻ 1-2 triệu vẫn rất nhiều ở trên thị trường đó. Thì nhà mình hết sức lưu ý nhé, tinh dầu thông đỏ chính phủ là tinh hoa của Hàn, nó là quốc phẩm rất là cao quý của Hàn Quốc. Chính vì vậy bất kỳ ai sang Hàn Quốc người ta cũng mong muốn mua được một cái hộp dầu thông đỏ về làm quà. Và tinh dầu thông đỏ chính phủ nó có những cái thành phần rất là quý, hôm nay mình sẽ kể cho nhà mình biết là trong viên tinh dầu này là nó có casein, nó có limonen và nó có terpinolen, nó là những cái thành phần rất là quý trong tinh dầu thông đỏ để điều trị mỡ máu, để phòng chống ung thư, rất tốt cho những người bị gút, bị tiểu đường đấy, bị gan nhiễm mỡ và những ai mà có người thân đấy mà hay bị đau đầu này, có người thân mà bị liệt một số các bộ phận trên cơ thể thì uống tinh dầu thông đỏ vào nó hỗ trợ điều trị và nó khắc phục được và nó làm cho những cái bộ phận đấy đôi khi hoạt động trở lại rất là tốt đó. Thì nhà mình lưu ý nhé, như vậy là nhà mình đã biết được thế nào là hàng thật và thế nào là hàng giả và rất là mong muốn được gửi tới anh chị em rất là nhiều thông tin như thế này để anh chị em biết mua được cái sản phẩm chính hãng về cho người thân, mua được cái sản phẩm đúng là hàng chính phủ về để bảo vệ sức khỏe. Bởi đây là những sản phẩm rất là chất lượng, rất là cao cấp. Nó không chỉ nổi tiếng ở Hàn Quốc mà trên thế giới người ta đã ghi nhận được những cái tác dụng và những cái nhà nghiên cứu người ta đã gì ạ? Người ta đã khẳng định cái chất lượng của nó rất là tốt hiện nay. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Hy vọng là các bạn sẽ biết được để mà mua được những sản phẩm tốt về cho gia đình, bạn bè và người thân. Có điều kiện và có thời gian thì mình sẽ update liên tục, là phân biệt liên tục giúp cả nhà. Và kênh Hàng Chính Phủ Hàn Quốc, một lần nữa cảm ơn anh chị em đã chú ý theo dõi.